Lấy mụn cho con nha Tiến nha. Đây lần đầu con đi lấy mụn hả? Dạ. Hai mẹ con là ở đâu ta? Dạ Bình Thạnh. Ừ. Mụn cho con nha. Nhưng chịu khó xíu cho nó hết mụn. Khó trời cho luôn mũi. Ừ. Rất trời luôn rồi mẹ con ơi. Chưa đi, hồi xưa giờ con đi lấy mụn lần nào chưa ha Tiên? Chưa, nhà mẹ nặng luôn mà. Nhà mẹ nặng con hả? Dạ. Hai mẹ con Bình Thạnh qua đây mấy phút? Dạ, cũng tầm gần nửa tiếng. Nửa tiếng à? Con chịu khó xíu cho hết mụn ha. Chịu khó chút nha. Dạ. Hết mụn. Giá nè em nói giá cho chị cố lên cho con. Trời, cái bộ này nó dài nó nằm giảm cái đèn đúng không? Nó hơi chói, hơi chói à? Dạ. Xíu nha. Không bị cọ không? Dạ không.
Để cho nó mắc lại. Cái mũi con nó cái mũi nó gần mắt không à. Chịu khó xíu ha, thấy con che nha. Cái gì che nó bị lấp mất cái mũi của con. Quá trời luôn. Nhà tiếng rồi có mấy anh em ta. Có mình con. Tiếng gì con? Em tiếng gì? Rồi nó trong cơ mũi. Trời nó trong mũi nó trong cái lỗ á. Nhẹ qua đây tí. Nó tí nha.
mũi nó dính cục. Hello. Nhà em thở vệ sinh. Rồi sắp cái mũi này nè. Đây. Hello. Này con mấy sớm này mày móc cái nó bị rỗ mũi con hết. Thank you.
cặp rồi nè. Tấy lên đây. Không có nó sâu không đồ. Mình thì hỏi thế, xong cái mũi rồi đây. Không để mai mốt không bị rổ mũi hết. Cái mũi mà nó rổ mà nó lỗ là nhìn xấu lắm. Rồi sạch cái mũi rồi. Mm-hmm.